Kính thưa quý ông bà và anh chị em, hôm nay chúng ta mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Để hiểu rõ hơn về lời Chúa hôm nay, giờ đây xin kính mời cộng đoàn cùng lắng nghe lại trích đoạn lời Chúa. Tin mừng theo Thánh Gioan. Vào chiều ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín vì các ông sợ người Do Thái. Đức Giêsu đến đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em." Nói xong, người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được nhìn thấy Chúa. Người lại nói với các ông: "Bình an cho anh em. Như Chúa Cha đã sai Thầy thì Thầy cũng sai anh em." Nói xong, người thổi hơi vào các ông và bảo: "Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai thì tội người ấy được tha. Anh em cầm giữ ai thì người ấy bị cầm giữ." Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trong đời sống chúng ta, có lẽ tự trong thâm tâm ai cũng khao khát được sống và có cuộc sống tốt đẹp. Điều chúng ta tìm kiếm trong thế gian này và điều chúng ta tìm kiếm nơi Thiên Chúa là mong muốn tìm gặp được sự sống bình an. Hôm nay chúng ta mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống là sự kiện đánh dấu khai sinh giáo hội. Để kể từ đây, với sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, giáo hội tiếp tục sứ mạng của Chúa Giêsu là mang ơn cứu độ và sự sống bình an cho toàn thể nhân loại. Trong bài tin mừng theo Thánh Gioan tường thuật, Chúa Giêsu đã hiện ra với các tông đồ. Ngài thổi hơi ban Thánh Thần cho các ông. Tức khắc, các tông đồ được đầy tràn thần khí của Thiên Chúa. Sự sống nơi các ông như đã được hồi sinh. Các ông hân hoan đi loan báo tin mừng cứu độ. Hình ảnh thổi hơi chúng ta liên hệ đến trình thuật công trình sáng tạo của Thiên Chúa trong sách Sáng Thế. Khi Thiên Chúa lấy bùn đất nặn thành hình, Ngài thổi hơi vào đó, thế là sự sống con người được xuất hiện. Như thế, qua trình thuật trong Kinh Thánh, hơi thở của Thiên Chúa chính là Chúa Thánh Thần, là hơi thở của sự sống, là nguyên lý của tạo dựng. Giờ đây Ngài là nguyên lý tạo dựng mới, tái tạo con người thành những con người mới để được sống trong ân sủng của Thiên Chúa. Qua thổi hơi, sự sống con người được xuất hiện. Và qua thổi hơi, các tông đồ như được hồi sinh, được tái tạo thành những con người mới thuộc về Thiên Chúa. Sau đó, Chúa ban ơn cho các tông đồ được quyền tha tội. Ý nghĩa tha tội ở đây, một đàng nói lên tình thương của Thiên Chúa đối với nhân loại. Đàng khác làm cho con người được trở nên tinh tuyền trước mặt Thiên Chúa và được sống trong ân sủng của người. Đồng thời xóa bỏ đi những mặc cảm tội lỗi trong quá khứ để mặc lấy con người mới đầy tràn thần khí và sức mạnh của Thiên Chúa, hầu giúp con người vươn lên sống xứng đáng với những phẩm giá làm con cái Thiên Chúa, qua đó giúp con người tìm gặp được bình an. Bởi lẽ, tội lụy đã làm cho sự sống của con người trở nên bất an, sợ hãi, đau khổ. Thì giờ đây, tội lỗi con người được tha, bình an sẽ đến với con người như lời chúc bình an của Chúa khi người hiện ra gặp các tông đồ. Ông bà và anh chị em thân mến, chúng ta mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống hôm nay. Chúng ta được mời gọi khám phá ra về sự hiện diện và hoạt động của Chúa Thánh Thần trong Hội Thánh và trong đời sống của mỗi người chúng ta. Trong đời sống đức tin, chúng ta được Chúa Thánh Thần tái tạo thành những con người mới đầy tràn ân sủng. Ngài tác động trên chúng ta luôn biết sống theo chân lý sự thật. Như Chúa nói, chân lý mới giải thoát anh em, thần khí mới làm cho sống, còn thân xác thì sẽ đi đến chỗ diệt vong.
khi Thánh Thần được ban xuống trên các tông đồ đã làm cho cuộc sống của các ông thay đổi hoàn toàn. Từ những con người lòng đầy sợ hãi và hoài nghi, nhưng khi Thánh Thần ngự xuống trên các ông, làm cho các ông bừng tỉnh, nhận ra được sự sống thật nơi Thiên Chúa và trở thành những con người mạnh mẽ, lòng đầy hân hoan, lên đường đi loan báo tin mừng phục sinh. Trong đời sống con người chúng ta, điều làm cho chúng ta sống sợ hãi, bất an, đau khổ, đó là không sống theo chân lý sự thật, hoặc nhận thức sai lầm về sự thật của cuộc sống này, nên làm cho con người sống hành xử với nhau với những mặt nạ vỏ bọc bên ngoài để che đậy đi những tội lỗi xấu xa bên trong, như sự giả dối, giả tạo. Một thực tế chúng ta cần chân thành nhìn nhận: chúng ta thường có thái độ không dám đối diện với sự thật hoặc trốn chạy sự thật. Bởi lẽ con người thật của chúng ta cũng xấu xa, tội lỗi như bao người khác. Nhưng mặt khác, chúng ta lại mong muốn có khuôn mặt đẹp, hoàn hảo trước mặt người đời để được khen ngợi, để được tôn vinh. Điều đó đã làm cho chúng ta tự lừa dối chính mình, để rồi chúng ta không còn biết mình là ai, không còn biết những việc xấu xa mình làm là tội lỗi nữa, không còn biết phân biệt thật giả, thiện ác, tốt xấu. Như thế, sự bình an không còn ngự trị trong tâm hồn và tội lỗi sẽ dằn vặt con người chúng ta. Hơn thế nữa, một sự nguy hại đến sự sống của chúng ta, đó là sự nhầm lẫn về chân lý sự thật của cuộc sống này. Cuộc sống trần gian này đầy giới hạn, nhưng cũng có đầy thứ hấp dẫn và cảm bẫy với con người. Đó là sự cám dỗ của thế gian, ma quỷ, xác thịt. Do lòng ước muốn, dục vọng và nỗi khao khát đi tìm hạnh phúc, bình an, con người đánh đổi tất cả, lao đầu vào đi tìm những thứ trong trần gian này: của cải, quyền lực, danh vọng, vân vân, tưởng rằng chúng đem lại cuộc sống được tốt đẹp, bình an. Nhưng đó là sự nhầm lẫn, bởi những giá trị đem lại bình an không hề tại ở những giá trị trần thế này, mà là những giá trị của tin mừng Chúa Kitô mời gọi để sống đúng với những phẩm giá làm người và làm con Thiên Chúa. Chúa đã nói: sợi tóc trên đầu anh em rơi xuống cũng đã được an bài cả rồi. Nếu như thần chết đến gọi chúng ta, thì những thứ gắn trên người chúng ta cũng sẽ bị tan biến theo thân xác này, và sự sống vĩnh cửu, bình an không còn ở với chúng ta nữa. Kết thúc cuộc đời là sự đau khổ, là sự chết chóc đời đời. Chính vì vậy, chân lý của sự sống này chính là Thiên Chúa, là nguồn của sự sống. Ngài là đấng tạo dựng, là đấng cứu độ sự sống của chúng ta qua sự phục sinh con một của người, để đưa chúng ta tham dự vào sự sống hạnh phúc, bình an của người. Thánh Thần là đấng sáng soi cho chúng ta tìm ra chân lý của Chúa, là nguồn trợ lực giúp chúng ta sống theo những giá trị tin mừng mời gọi để đạt đến hạnh phúc nước trời và được bình an trong đời sống hiện tại. Xin cho chúng ta biết mở cõi lòng và xin Thánh Thần của Chúa ngự trị trong tâm hồn chúng ta để ta biết tôn trọng và sống theo chân lý sự thật, hầu giúp chúng ta đạt tới hạnh phúc thật trong sự sống của Thiên Chúa. Amen.
chờ Ngài suối nguồn thánh ân hiện xuống này dương gian, xin Ngài đổi mới. Ngài ơi, xin Ngài hãy đến chiếu sáng thế gian u mê tối tăm. Ngài ơi, xin Ngài hãy đến hiến linh. Ngài ơi, lạy Ngài xin đến dân dân chúng con trên đường, cầu Ngài liên kết chúng con nhất tâm trong Ngài, cầu Ngài ban ơn thêm sức kiên vững không lầy, sống sao nên người con Chúa chứng nhận tình yêu. Thánh Thần thân xin gửi đến hồn con đang mong chờ Ngài, mở lòng sáng soi đường đi tìm chân lý công bình bác ái. Ngài ơi, xin Ngài thương đến uốn nắn neo đi quanh co sai lầm. Ngài ơi, xin Ngài hãy đến dẫn đi đường ngay. Lạy Ngài xin đến dân dân chúng con trên đường, cầu Ngài liên kết chúng con nhất tâm trong Ngài, cầu Ngài ban ơn thêm sức kiên vững không lầy, sống sao nên người con Chúa chứng nhận tình yêu. Thân xin gửi đến hồn con đang mong chờ Ngài dẫn về những chiên lạc hương, về chung sống trong đàn chiên Chúa. Ngài ơi, xin Ngài thương giúp chi lối những ai đi xa chưa về. Ngài ơi, xin Ngài hãy đến vui an. Ngài ơi, lạy Ngài xin đến dân dân chúng con trên đường, cầu Ngài liên kết chúng con nhất tâm trong Ngài, cầu Ngài ban ơn thêm sức kiên vững không lầy, sống sao nên người con Chúa chứng nhận tình yêu, sống sao nên người con Chúa chứng nhận tình yêu.